kia rồi, một chiếc điện thoại còn bọc trong túi zip thế này, khả năng cao là vẫn còn hoạt động nha anh em. Ngon, màn hình vẫn sáng trưng, chứng tỏ mới bị rơi xuống đây không lâu. Thím Mập Review xin chào cả nhà. Hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ Mr. Ve trai thứ hai nhé. Yên tâm là cao to đẹp trai đen hôi hơn anh kia và đã có bồ he he. Địa điểm hôm nay được chọn là một khúc sông có đông người lui tới. Anh trai cũng khá có kinh nghiệm trong việc chọn địa điểm đấy nha. Xem anh Ve trai có được gì đây, một cái áo hình cá mập in hình 3D không trôi duyệt, đáp luôn vô giỏ đem về làm khăn lau tạm. Anh trai này nay cũng chuyên nghiệp phết đem theo cả máy giò kim loại, chắc tính không để sót lại cái gì cho cá chơi trốn tìm đây mà. Xem ra anh Ve trai hôm nay có duyên với kính ghê. Lại cái gì nữa đây, thôi chả biết nữa, cứ ném vô giỏ đem về rồi tính sau. Ôi trời, lần đầu tiên đi lượm nhặt với được tấm ảnh như thế này. Hai thanh niên nào đó đang cười rất tươi, tội cái là lại nằm dưới nước, thôi để tôi hảo tâm mang hai ông lên bờ nhé. Nhìn anh trai có vẻ rất thích thú nhỉ, đem tấm ảnh lên khoe bạn gái luôn. Chúc mừng hai anh đã sáng nhất hôm nay, muốn lấy lại ảnh thì nhớ liên hệ cho anh Ve trai nhé. Trời, không ngờ còn nhặt được luôn chiếc nhẫn, nhưng trông có vẻ giống sờ tay của mấy đứa cháu đang học mẫu giáo của tôi lắm. Ô nhìn kìa, lại kính nữa, cái này trông xịn xò, con bò đó mang cho người yêu chắc thích cười tít mắt. Tôi nghi ngờ thần kính hôm nay độ anh Ve trai rồi, cứ tốc độ này mang về đem cả năm cũng chẳng hết đâu. Lặn lâu quá rồi chắc người yêu cũng đang nhớ thôi, ngoi lên hàn huyên tâm sự đôi lời. Thôi anh Ve trai lại tiếp tục hòa mình vào làn nước mát và nhặt nát những thứ dưới sông rồi. Khua khua cái máy giò kim loại, chỉ mong đến khúc nó tít tít lên. Vừa nói xong đây lại kính rồi, phải khoe ngay người yêu chiến công này mới được. Yên tâm nhé, anh sắp bỏ tìm Ve trai chuyển sang bán kính rồi. Lần này tít tít lại thấy kính nữa rồi. Tôi xin phép không để anh nữa mà để mấy anh, mấy chị, mấy ông, mấy bà đi tắm rơi kính nhiều quá thể đáng. Lại còn cả kính bơi nữa nè, mò không thấy kính đời không để. Từ từ thôi anh trai, khuấy tung mù thế kia. Ủa cái gì thế nhỉ, anh em nào biết nhắc tôi phát coi he he. Thôi mệt lắm rồi, kính nữa. Cuối cùng cũng thấy cái khác lạ, cái mũ này hơi nhiều cát bụi, chắc phải trải qua bao sóng gió cuộc đời rồi ý nhỉ. Không sao cả, về nhúng cơ lo là lại như mới thôi ấy mà. Đồ ở đây cứ nhặt được theo lỗ thì phải, lại có cái mũ thứ hai rồi. Vâng, cái kính thứ em mà anh Ve trai nhặt được, tổng kết sơ sơ hôm nay kính, kính, kính và kính. Rồi lại đem lên khoe chị người yêu như một thói quen, nãy tưởng nói đùa hóa ra có thể mở được cửa hàng kính thật đấy anh trai à. Lần này, anh Ve trai chắc đã mong chờ cái khác lắm rồi, tưởng cái gì đáng giá lắm hóa ra là cái móc chìa khóa. Ai đó chắc đang biết anh trai mò mẫm dưới này, tối om tín hiệu vũ trụ gửi tới ngay cho cái đèn pin. Ấy nhưng mà lắc lắc bên trong toàn nước thế này, rồi soi để tối càng thêm tối à. Anh trai lại cười sung sướng rồi, bộ sưu tập kính mở cửa hàng lại có thêm cái nữa. Quá hay quá tuyệt vời, 10 điểm 10 điểm. Lại ngoi lên với người yêu, em biết anh lại thấy gì không, kính đó bất ngờ chưa bà già. Tôi muốn thấy cái gì mới hơn anh trai ơi. Ối đây rồi, điện thoại xịn luôn, bật vẫn lên nè trời. Anh chị nào đại gia vậy rơi con điện thoại này, đang hớn hở với điện thoại thì lại gặp mặt hàng quen thuộc nữa nè. Niềm vui nhân đôi, nhanh nhanh bỏ vào giỏ mang về thôi. Cái khuyên tai biển cả, chị em nào đánh rơi muốn lấy lại thì liên hệ anh Ve trai ngay nhé. Số điện thoại 0984830, nhớ đừng để đeo lủng lẳng một bên nhé. Quanh đi quẩn lại vẫn gặp kính thân yêu, chắc nay về ăn cơm cũng đeo kính, đi tắm đi ngủ cũng đeo kính mất thôi. Chị người yêu cười ngất ngưởng mỗi lần anh Ve trai mang kính lên khoe, ngẫm nghĩ bản thân tương lai làm bà chủ kính đeo cả tháng, mỗi ngày một chiếc. Làm sao có thể quên khoe chiếc điện thoại giá trị này nữa chứ, ối trời, kèm cả chìa khóa xe nữa chứ. Thôi được rồi cứ mang về đã, ai muốn lấy lại nhớ liên hệ, mà giàu quá bỏ đi thì tôi xin cho hi hi. Nào tìm tiếp xem còn vất vát được gì giá trị nữa không. Ồ kính thấy cũng bất ngờ ghê, một chiếc khuyên tai vàng, trời má ơi, hàng của ý 14k luôn rồi sao, rơi có một mà không phải hai nhỉ. Anh Ve trai này tuần cứ đi làm mấy quốc như này có khi bỏ nghề sớm thôi, lại cái điện thoại iPhone mùi tiền nữa kìa. Bên trong còn thấy cả thẻ ngân hàng với ảnh, đúng là mấy chị đánh rơi bất cần đời mà. Lặn mệt rồi, đến lúc tổng hợp xem hôm nay anh Ve trai lượm được những gì nhé. Sương sương thôi mà cũng đầy bàn ý nhỉ. Nào đầu tiên chúng ta có, anh Ve trai có 3 chiếc iPhone cỡ nhiều tiền, rồi cả chiếc khuyên tai vàng này nữa nè. Ôi biết tin gì chưa, hôm nay anh sẽ làm từ thiện nhé, tặng tất cả những thứ nhặt được này cho những ai may mắn đó. Kìa ông nào thấy số không đen như cún thì cứ thử sức nhé, biết đâu lại ôm được cả đống về he he. Còn nhiều thứ hay ho lắm nè, như cả bộ sưu tầm kính và cũng nhiều thứ vứt đi. Đấy lúc đó cứ nhặt về cho cố vô giờ đã thấy hối hận chưa anh trai. Anh cũng đang rất tha thiết tìm chủ nhân bức ảnh này nha, cười thôi mà cũng thấy ngầu lòi. Mấy cái mũ và kính trượt tuyết ông nào mang đi tắm sông vậy trời. 3 cái chìa khóa ô tô nhìn vậy thôi chứ không hề rẻ đâu nhá, nhưng mà khóa ở đây mà xe chẳng thấy, nhìn tiếc ghê. Anh Ve trai thật tốt bụng, tôi sẽ nhìn lại anh bằng con mắt khác nha. Anh đang rất cố gắng tìm lại chủ nhân chiếc điện thoại này, nhắn tin, gọi điện các kiểu, mong gặp mặt trả điện thoại tiện kết nghĩa anh em luôn nhỉ, có duyên quá mà. Cùng đến với chiếc điện thoại khác nhé. Ô có một bức ảnh kìa, chắc anh không định in mặt người ta lên tờ rơi giải tứ tung tìm kiếm đâu nhỉ. Vẫn là tháo sim lắp sang máy khác tìm số liên lạc, đúng là phải tặng anh 1000 like cho sự thông minh này thôi. Đến rồi đây, cuộc gặp gỡ định mệnh. Ôi chỉ muốn nói là anh áo đen này cao to đẹp trai thế nhỉ, uy tín luôn, trả anh điện thoại này, có tính làm cái kèo đi nhậu mừng gặp lại em nó không anh bạn. Được rồi, video review hôm nay xin dừng lại tại đây, nếu thích đừng quên nhấn theo dõi Thính Mập Review để xem và tìm hiểu nhiều điều thú vị hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.